Hiện nay, trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam dài hơn 167 km, lực lượng bộ đội biên phòng đã rải quân khắp nơi. 21 chốt kiểm soát tại hai huyện Tây Giang và Nam Giang được tăng cấp kiểm soát. Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang đóng tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, quản lý hơn 31 km đường biên giới. Hiện 6 chốt kiểm soát ở khu vực đường mòn lối mở luôn được cán bộ chiến sĩ biên phòng canh giữ chặt chẽ. Để kiểm soát khu vực đường biên, đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang tăng số người, số lượt tuần tra cả ngày lẫn đêm. Thượng úy Phạm Đức Nghĩa, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang đang làm nhiệm vụ tại chốt số 2, cột mốc số 718 cho biết, các đối tượng vượt biên trái phép có thể lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở và những vị trí vắng bóng lực lượng tuần tra để vượt biên. Do đó những người tham gia trực chốt phải thường xuyên tuần tra khu vực được phân công canh giữ. Hiện tại tôi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt 718. Hàng ngày thì chúng tôi là tiến hành là tuần tra kiểm soát tại các khu vực đường mòn lối mở giáp biên với nước bạn Lào. Tại đó thì chúng tôi là tiến hành cắt cử các đồng chí trong chốt là tiến hành là trực gác ngày và lẫn đêm, kịp thời phát hiện những người là vượt biên hoặc là xuất cảnh trái phép hoặc là nhập cảnh trái phép. Thời gian gần đây tại các tỉnh khu vực Nam Lào, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tỉnh Sê Công Lào đã có trường hợp mắc COVID-19. Địa phương này giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, nên công tác kiểm soát biên giới càng được thắt chặt hơn. Từ ngày 29 tháng 4, đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang bố trí thêm 3 chốt kiểm soát lưu động, phân công lực lượng trực cả ngày lẫn đêm. Trung tá Đỗ Xuân Trinh, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, việc lập thêm các chốt kiểm soát lưu động nhằm tăng dày lớp kiểm soát, không để bất cứ trường hợp vượt biên trái phép có cơ hội về khu dân cư. Ngoài trên tuyến biên giới, chúng tôi giải đều tất cả các chốt ra, thì trên cái tuyến đường 14D là cái tuyến đường độc đạo, chúng tôi cũng triển khai là 3 tổ kiểm soát lưu động, thì vừa lưu động vừa có cái lực lượng chốt chặn tại các vị trí mà xác định là có thể là các cái đối tượng vượt biên nó đi qua. Cái này là cái là xác định là nếu như lọt ở trên biên giới thì xuống như này bằng mọi giá, các vị trí chúng tôi là sẵn sàng bắt giữ và xử lý theo quy định. Đại tá Trần Tiến Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người Việt Nam ở Lào nhập cảnh trái phép là điều khó tránh khỏi. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đồn biên phòng trên tuyến biên giới kiểm soát chặt chẽ người ra vào biên giới, không được chủ quan lơ là. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đề nghị các lực lượng công an, quân sự và cấp ủy chính quyền hai huyện Tây Giang, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cùng tăng cường lực lượng tham gia ở các chốt bảo vệ biên giới. 167 km đường biên giới, chúng tôi đã duy trì 21 chốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, dân quân, lực lượng bảo vệ rừng, kiểm lâm để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt là tuyên truyền vận động cho nhân dân nâng cao ý thức, kịp thời phát hiện người lạ, người nhập cảnh trái phép để báo cáo lực chức năng bắt giữ, đưa vào khu vực cách ly, xử lý theo đúng quy định. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Bộ đội Biên phòng phải chịu trách nhiệm chính trong khu vực đường mòn lối mở trên tuyến biên giới, theo đúng công điện của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ông Trần Văn Tân đề nghị Bộ đội Biên phòng tăng cường thời lượng, mức độ tuần tra, tập trung vào tuyến biên giới. Đường mòn lối mở, tuyến biên giới là biên phòng là chịu trách nhiệm chính. Trong cái giai đoạn hiện nay là tuyệt đối là không có nhập cảnh gì hết. Vùng núi, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà từ dịch Covid-19 là cái tốc độ lây lan rồi ảnh hưởng rất nặng nề, cho nên phải hết sức quan tâm. Tuyệt đối là không có để bất kỳ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mà chúng ta không phát hiện. Mà nếu mà có lây bệnh nữa, lây ra trong cộng đồng thì rất là nguy.